Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, trên tay em đang cầm để giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Mitsubishi Lancer 2009. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp, thế anh em có thể nhìn nhé. Với cái dòng sản phẩm đời này thì chúng ta có thể thoáng qua nhìn thấy nó một đặc điểm rất là khác biệt ở đây. Hai cái đầu co của dàn này, một đầu ra phía khóc, một đầu đường cao ra phía góc bên trên và đường hạ là ra phía góc bên dưới. Đây là mặt để chúng ta sẽ bắt van tiết lưu vào đây. Sản phẩm được sản xuất 100% nguyên vật liệu chính là hợp kim nhôm anh em nhé. Đây là phía mặt trước của sản phẩm này. Đó. Đây là phía mặt sau, hàng liên doanh nhưng mà chất có thể nói là rất là đẹp. Đó, anh em nhìn đây mặt sau này. Tất cả các dòng sản phẩm sẽ được bên em test rất là cẩn thận trước khi mà chuyển tới tay khách hàng nhé. Đó, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là dàn lạnh của Mitsubishi Lancer 2009. Anh em quan tâm, cần tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.